đất nước sum vầy. Ta ngao du khắp sơn hà, chẳng giận người chưa khôn. Chim xa đàn, chim vẫn nhớ tổ, người xa quê người nhớ tới cội nguồn. Bước chân đi ta ngao du trên giang sơn gấm. Lên cao nhìn tám hướng chúc ngọc viết nghìn thôn, trên đường bạn bè cá chắp tay ơn nước non, chắp tay chắp
xin chào tất cả các bác yêu audio. Đã vừa nghe được thưởng thức âm thanh từ một đôi loa Bookshelf có đường kính rất là nhỏ, có thương hiệu là Wolverton, đôi loa đến từ Anh Quốc. Ở cái đôi loa lần trước em có một cặp này rồi. Cặp này có cái model là Diamond 8.1. Ở cái video trước thì đã giới thiệu một lần rồi đấy. Cái đôi nó màu hơi sữa, màu sữa một chút, chỉ có khác đôi này là đôi màu đen. Nó được thiết kế giống hệt như kiểu theo cái cách thiết kế của BVK. Cái gân là gân cao su, còn cái màng chính đó là bằng vải carbon. Ở trên là một con check dom lụa rất là xinh xắn. Và cái màng vải carbon này thì nó giúp tiếng trầm rất là tốt và trung âm rất là bay. Nghe Bookshelf thôi nhưng cảm giác nghe rất là đã, rất là thích. Thôi thì nó cũng rất là đẹp rồi, cũng không biết là nói gì hơn với các bác nữa. Video về chất âm thì các bác đã nghe rồi, không biết giới thiệu gì thêm nữa. Cái đường kính của cái loa bát chính này nó chỉ tầm khoảng độ 12 hoặc 14 thôi, nhưng mà nó được thiết kế cái màng vải carbon nên là tiếng trung âm và tiếng trầm của nó khá là tốt. Em cảm nhận thấy tiếng trầm rất là êm, sâu, trung âm vẫn đủ độ lớn, độ rộng và độ bay lượn. Cách thiết kế của nó rất là hay. Rồi, ok. Video test cái đôi loa Wolverton của em đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.